Còi xe tiếng nghe được nhiều dữ, hết rồi.
nước đây Con à? không chưa ở trong nó vẫn cảm nhận được gì á, sự ấm cúng, sự quen thuộc của ngày cuối, không khí thế ạ.
lạnh quá. Không gian. Rồi ạ. Lại em nghe một tác phẩm nữa. Lại qua em sẽ dùng máy ghi âm để thu lại tiếng ạ.
Hãy
sao cô không nói nữa?
Có thể đọc luôn được cậu ạ. Việt Nam tiếp tục duy trì ca mắc mới COVID-19 ở ngưỡng cao, trung bình 14 đến 15 nghìn. Việt Nam tiếp tục duy trì ca mắc mới. Việt Nam tiếp tục duy trì ca mắc mới COVID-19 ở ngưỡng cao, trung bình 14 đến 15 nghìn F0 mỗi ngày. Trong đó, số ca cộng đồng luôn chiếm quá nửa. Hà Nội tiếp tục đứng đầu số F0 mới.